Bây giờ chúng ta tạo một file mới. Ghi lại. Đầu tiên chúng ta vẽ một hình chữ nhật là đường bao của phổi. Vẽ đường kính trong của ren. Đường kính ngoài. File lỗ trong. Chọn dao. Cắt hết, không để lại phần dư phôi. Dư cắt tinh, chiều sâu cắt 2. Chúng ta sẽ cắt quả ra. Định nghĩa phôi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo đường chạy ren. Số mũi ren là 1, bước ren là 1.25.
thêm một chút, cắt nhiều lần. Bây chúng ta sẽ thử xem chữ tay trên máy mô phỏng. Không thấy hình này đâu, bởi vì chúng ta cần phải định nghĩa cái biên dạng của con dao phải rèn. Chúng ta sẽ định nghĩa ở trên level 2. Đỉnh của con dao sẽ bắt đầu từ gốc tọa độ 0. Đường kính của nó là 6. Chúng ta cần bỏ định tâm đi. Đó. Ok. Để chúng ta ẩn được cái đoạn dao, chúng ta quay lại định nghĩa. Ok, chúng ta đã nhìn thấy hình dao cắt. Bây giờ trở lại phần mô phỏng chạy dao. Thử xem chúng ta có gì. Tình hình vẫn như cũ. Bây giờ chúng ta chúng ta đã nhìn thấy được hình dạng của ren. Điều chỉnh một chút về chiều sâu cắt của ren.
Beren đã được cắt hết.